hai lầu à, thường đi coi chùa giùm mình để coi hướng nắng hướng gió xoay như thế nào. Đây là hướng đông nè quý vị, đó mặt lộ lớn. Còn đây qua đây là hướng nam, thì có thể là mình xoay ở đây. Hai cô đúng ra rồi, cô mây đẹp quá trời. Kurumi Nomo. Đây hệ xây chánh điện khu vực này, nhìn ra mặt đây là dòng suối trước chùa quý vị. Khu vực này giống làng quê lắm, mùa hè thì ở đây siêu mát luôn. Hôm nay sư ông đi coi giùm sư cô địa thế để coi là xây cái hướng núi hướng nước như nào. Sư ông có nói là phía trước chùa có nước chảy suối đẹp như vậy thì rất là ổn luôn.